ว่าไม่เตยเตยไปแล้วเพียงเพียงหนอกหนอกโอ้โหไอ้มาไอ้ฟองไอ้เพียงเตียวแล้วเตยไหมอ่ะมาเชียร์เชียร์เลยเอ้ทัวร์บักบ้าเนี่ยล่ะบ้าcuối cùng rồi có vẻ như là sắp tuột một tí rồi anh phòng ạ đi 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 đấy 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 đến rồi đến rồi ai giải được rồi Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, đến hôm nay là buổi hôm thứ hai rồi thì mấy anh em thợ cũng đã vận chuyển vật liệu là hết cái chỗ mà mấy anh em thợ là tập kết ở đây các bác. Hầu như là không nhìn thấy một cái viên gạch nào nữa. Ngay cả vụn viên gạch là cũng không thấy nữa. Thấy mấy anh em thợ là tha đi hết rồi. Chú là vừa đi lấy cỏ về à chú? Ruộng thế này có phải của nhà chú không? Có à? Bị hỏng một chút rồi, chú có bắt mấy anh em thợ đền không ấy? Có hay là chú... có chứ, làm mệt lắm. Làm mệt lắm á? Chú đây thì độ tầm là độ bao nhiêu cân hả chú? Tầm 2-3 cân. Tầm 2-3 cân thôi à? Tầm 1 cân thóc là chú tính bao nhiêu tiền? Dạ, như rẻ thôi à? Nhưng mà chú thấy mấy anh em thợ làm thế thì có vừa lòng chú không đấy? Có. Có. Nhưng mà thì thất bại tí. À thất bại tí. Thấy thấy chú thì là cái chủ của cái máy thở ruộng ở phía bên dưới của bác ạ. Là mấy anh em thợ cũng trong quá trình vận chuyển vật liệu thành ra là nó cũng bị dẫn đến là thiệt hại một chút rồi. Đấy nhưng mà rất là may là chú cũng gọi là hỏng bao nhiêu thì chỉ có điền bấy nhiêu thôi, chú không có hiềm khúc, hiềm khích hay là hiềm khắc gì. Đấy cảm ơn chú nhá. Chú là người ở đâu? Người ở đây đấy chú. Người đây mà. Vâng. Cái chỗ đoạn kia chắc là hạt thóc bay ra hết rồi mà chú toán nhỉ? À có cả quần ra nữa các bác ạ. Sắp hết chưa anh Phong? Hết rồi em ơi. Hôm nay anh không đi xuống ấy kìa. Đấy anh phải đổi anh trên này à? Đổi anh ở trên này á? Này quần này. Em chào anh ạ. Quân chào tất cả quý ông bà của chính trị ạ. Thế quần là ra đây lâu chưa? Em ra lâu rồi. Ra lâu rồi à? Vâng. Thế là ra đây là giúp mấy anh thợ thôi chứ? Dạ vâng. Hay là mấy anh thợ trả công? Không nữa. Không nữa ra ở nhà không có việc gì để làm nữa à? Vâng ạ. Đây quần thì trong quá trình mà làm nhà hai ông cháu đâu các bác, từ lúc mà đào nền đến bây giờ thì thấy là em cũng rất là nhiệt tình. Bây giờ hiện tại là cái phần kinh phí nhà của em thì vẫn chưa đủ cả. Nên là để mà tiến hành vào làm nhà thì chắc chắn là chưa có đủ các bác. Trong thời gian tới thì nếu mà như Quân có duyên với lại các bác, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì rất là mong sẽ được phần trợ duyên, hỗ trợ của các bác dành tặng cho em Quân. Quân thì năm nay mới có 15 tuổi thôi. Đấy nhưng mà đôi vai của em thì lại gánh vác rất là nhiều cái mọi thứ của bác. Hiện tại thì đang còn ông, còn bà, còn cả em nữa. Gọi như là trụ cột chính trong gia đình. Chị hôm nay không đi xuống dưới nè à? Thế là đổi ca à chị? Hai ngày thôi mà chỗ này như kiểu là đào cho xe máy đi ấy nhỉ? Quân cho anh mượn mic nhé. Thôi thôi, hò hò thôi. Ôi Quân ơi. Hôm nay thì có vẻ là phần trên này thì đã tời hết rồi các bác. Còn mấy viên gạch mà ở dưới này thì do là cái bao nó bị thủng ấy, nó cọ sát với lại cái đất này thành ra là nó bị bục. Không biết là ở dưới kia thì còn bao nào không? Phải hỏi chú Toán này mới biết được. Hôm nay thì có bao nào bị rơi xuống dưới không chú Toán? Tâm sự với chú Toán một chút. Chú Toán ở trên này thì chắc là khá là buồn đấy nhở? Cũng bình thường thôi à chú? Chào chú nhá. Con dín một tí thôi nhờ. Đây thì chú thì công việc là chỉ có ở đây là phanh với lại điều khiển thôi. Chú gửi một lời chào tới các bác nào chú. Chào các anh, các chị, các cô chú ạ. Có vẻ như là các chú thì vẫn còn khá là ngại với lại cái công việc mà cái thói quen mà lúc nào cũng ghi hình như các bác.
Ui. Vậy dưới kia thì là vợ chồng anh Phong thì đang ta buộc với lại em Quân đó. Nếu mà đi làm phụ hồ mà công việc mà chỉ tơi này thì cũng đơn giản nhỉ? Ừ, cũng đơn thì cũng đơn giản nhưng mà cũng nguy hiểm phết đấy. Lúc mà cái dây này văng ra chú nhỉ? Mà chú đi đâu làm cũng thế, nếu mà đi làm cái này kể cả đi làm gỗ, nếu mà đi tơi thì chú thì đi đâu ai cũng muốn cho làm cái này thôi. Chú muốn cho tơi à? Ừ. Trước đi xuống dưới Bắc Quang đi làm ở dưới Tiên Quang ấy. Ủa? Nhưng mà đi cắt treo từ bây giờ từ bên kia sang bên này đó, thế nó chỉ yếu là mình trồng cái này thôi. Thế hôm nay thì có bị một tuần nó không thế? Hôm nay có bị bao nào rơi xuống ruộng không chú? Hôm nay không rơi nhá. Hôm nay không à? Có vẻ như là bây giờ nó bắt đầu là bon bon rồi. Đấy, thời gọi là lúc đầu mà mới lắp ráp ấy cho nên là nó còn xử nhiều ấy. Đúng rồi. Lúc nào mà nó đi vào gọi là khuôn khổ rồi thì lại hết gạch mất rồi. Đúng rồi. Tính ra đến hôm nay nó là tời được 2 hôm chú nhỉ? Vâng. Được 2 hôm với lại nửa ngày. Hơn 2 hôm. Ngày đầu là lắp máy với lại tời. Ngày thứ hai thì là mưa. Xong rồi tời được mỗi 1 chiều thôi. Tời như này từ đây đi xuống dưới gần nền nhà của ông thì chỉ mất độ đâu đó là tầm độ 20 giây thôi cô bác. Nếu mà dùng để sức người mà vác thì mỗi chuyến từ đây đi xuống dưới thì ít nhất phải tầm độ là 30 phút. Thế là bây giờ là chuẩn bị lấy thêm gạch vào chú nhỉ? Phải lấy thêm vật liệu vào là được rồi. Bây giờ chỉ có bây giờ cắt với là gạch đến nền nhà hết thì bây giờ chỉ có mới sát với xi về là bắt đầu chiến đấu thôi. Vâng. Thế cái đấy thì để cháu lấy vào sớm nhất có thể. Trong thời điểm này thì nó cũng... Nếu mà không lấy về sớm là chuẩn bị, cũng sắp chuẩn bị gạt đấy. Vâng, sắp chuẩn bị đến mùa gạt à? 2 tuần, hết 2 tuần nữa là cũng... Chắc là nghỉ gạt là... Tăng nghỉ mấy hôm. Vâng. Đấy thì cũng rất là mong là sau khi mà đến những cái ngày gạt của các anh thợ đấy, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ hiểu cho các anh thợ, tại vì là để mà làm ra được một cái một vụ thóc này thì mất độ tầm là 3 đến 4 tháng thì mới đến ngày thu hoạch thì tầm độ đâu đó là 3-4 ngày thôi. Thì nếu mà như hôm đấy đến hôm đấy mà chưa hoàn thiện nhà hai ông cháu thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho mấy anh em đội thợ cùng với lại cháu Lực. Cháu đi xuống dưới một tí nhá chú nhá. Mấy anh em thợ thì hầu như là để mà làm công việc đấy cô bác ai ai cũng có trách nhiệm mà rất là lớn đến với cái công việc của mà mình làm. Và như các bác có nhìn thấy là ở đây phía bên này các bác nhá, một cái viên gạch nó mà vụn nó mà gãy làm đôi thì các anh thợ cũng không có để lại gì cả, là vận chuyển là gom hết đi xuống dưới để mà có thể là tận dụng lại sau này là không cần phải cắt nữa. Lười lười đi bộ từ đây xuống dưới cũng được anh Phong. Treo từ đây đi xuống dưới này. Ôi dưới kia có mấy viên gạch đổ ở kia anh Phong nhỉ? Dưới kia còn nhiều. Nhiều á? Chắc tầm 1-2 bao. 1-2 bao à? Thưa các bác, những cái bao tải nó là cái bao tải mà nó rất là dễ rách, cho nên là lúc mà chuyển ở trên kia xuống ấy, có những cái bao được không may nó bị vướng phải cái cây này, những cái gốc cây cỏ này nó bị rách. Thâm dưới kia là bây giờ có mối là chị của nhà chú Phòng thôi. Ở phía trên này thì có vẻ là có nhiều người hơn. Hai ông cháu thì hiện tại là đang ở dưới nhà của bác, vừa rồi thì cháu Lực nhìn thấy bé Mạnh là đang chơi dưới nhà. Tời này làm xong thì có tháo đi không à chú Toán? Vật liệu xuống hết thì mới tháo nhỉ.
Trên này thì bây giờ độ tận còn 2 bao nữa thôi là hết rồi cô bác. Bây giờ phía bên kia thì hàng xóm cũng gạt này cô bác này. Thấy là có mấy hai vợ chồng là khác gạt thôi. Bà thì gạt là ông bác thì là tuốt. Còn là tuốt bằng tay thôi. Quân này là có hôm gia đình nhà em ấy có việc đấy cô bác, là không xuống hộ, không xuống giúp hai ông cháu được. Còn là có hôm mà em ấy làm xong rồi thì em ấy xuống giúp. Lên đi. Nhìn thế thôi mà cũng đi nhanh phết đấy anh Phòng nhỉ. Không có motor có bằng tay. Không có motor thì kéo bằng tay thì stop. Oh. Lao lên mà không để ý viên gạch này đập vào đầu phát là cũng ngất đấy. Đùa đâu. Oh. Đấy, chú hàng xóm thì chú là có ruộng ở phần dưới kia cô bác. Nhìn thấy đồng ruộng mà như thế thì chú cũng gọi là thông cảm cho. Không nhanh là trời lại chuẩn bị sắp mưa đấy, anh Phòng ạ. Đây là không được một phát hai bao đâu nhỉ? Ui đừng bụng. Rồi. Cuốn có kia tạm thì chín rồi. Ngon rồi. Chín là rồi. Có thì ngon rồi. Không chỗ buộc thôi. Thì chỗ buộc sắp chuẩn. Không để cho được. Mùa này thì nó là vào cái mùa mưa đấy các bác, cho nên là không để tránh khỏi được, là có lúc thì làm thì mưa, còn có lúc thì không mưa. Đây có lấy bao tải ra nhặt không đấy? Nhặt ốc à, ốc ai kẻ chứ. Ốc này ốc to đấy. Như anh em mình xuống nhặt ốc. Hôm nay thì hết gạch thì nhặt ốc làm liên hoan. Chắc là một cái có thoải mái ăn. Mấy em thợ thì không may là làm rơi xuống ruộng kia là mấy viên. May là nhà chú còn gạt sông ấy nhở. Nếu mà nhà chú là không gạt sông thì bé Mạnh thì thấy cho lực lên thì lên đây rồi các bác này. Có vẻ như mưa lên trên, mưa ở trên về sao ấy. Lên đi. Bây giờ mưa to kìa. Mưa bên này. Mưa này để mưa. Ông đâu Mạnh? Ông đi đâu rồi? Ông nhà làm gì? Hả? Ông nhà làm gì? Ông ở nhà làm gì? Hả? Thế nào đỡ hơn chưa? Đỡ hơn chưa? Ông Mạnh ở nhà làm gì? Không biết là đi đâu lấy ông này. Ai lấy cho đây? Ai lấy cho? Ông à, đây gửi một lời chào tới các bác nào. Ông bà nào? Con chào các bà. Hôm nay ở nhà làm gì? Cùng ông ra kia. Cùng ông đi đâu? Đi làm cái gì?
đi, đi, đi lấy củi á? Ờ, thế Mạnh cùng ông đi lấy củi à? À, thế là không đi chơi nữa à? Không, hôm nay thì không cùng ông đi chơi nữa bác, đi lấy củi rồi. Nào xuống xem nào. Lâu lên nào. Đi ra kia ăn thạch đi, đi. Thạch không? Ừ. Ăn thạch không? Ừ. Rồi. Đây rồi. Đi đi mày. Mạnh là hôm nay là hỏi là không đi chơi nữa rồi các bác ạ. Hiện tại thì ở dưới kia còn là mấy viên gạch nữa, chắc là bây giờ cháu nó cũng đi xuống để mà phụ giúp. Còn có bao tải anh Phong ơi? Có. Hai ba cái à? Cái này không vớt xuống thế cơ. Hầu như là bao tải là hỏng hết rồi. Đi ra nào Mạnh. Ui. Ê, ê, ê. Này bị rơi thế gạch không nát đâu nhỉ đấy ấy. Nếu mà nó rơi vào đá hay như nào thì nó còn nát chứ rơi vào gạch như này thì nó chả nát đâu. Tí lại bục ấy. À trên này này. Ra đây anh ơi. Ra chị. Ra bên này này. Cho chị này còn lên mấy. Đây, lên đây để lấy bao tải cây nhanh lên nào. Sắp mưa rồi. Ôi, lấy cái gì buộc bây giờ nhỉ? Chết ơi. Chị để bao to quá. Stop. Thả xuống tí chú Toán. Rồi chú Toán này. Lấy bao của chị đi trước rồi nhỉ? Lấy cái gì buộc bây giờ nhỉ? Lấy cái dây này. Sao mưa to đấy anh ơi? Mạnh thì là với Quyết là chơi ở phía trên kia kìa. Đâu mà chắc giờ là vẫn đang đi lấy củi với ông ấy. Đấy còn bao không anh? Bao hết rồi. Đây cái đấy. Chắc phải tơi một cái đi xuống xong là lấy bao lên thôi. Này mà ai bảo gan là ngồi đây tu đua xong cái là này buộc như nào đây nhỉ? Ai nữa tôi phun rồi. Rồi.
Buộc cái bao nào trước đây chị ơi? Chắc thế được không chị, chỗ này tí thả cái nó lên mà. Chỗ này nó cao hơn đấy. Được chưa? Ý này không. Ý này không đến ạ. Không đến thật. Chị nhá. Ra nhanh Phong ơi. Thì Phong ơi, ra nhanh Phong ơi. Thời tiết là có vẻ là sắp không ủng hộ rồi các bác ạ. Mây đen này trên này nhiều quá rồi. Cần một cái tập tập tiếp khóc. Kiếm cái dây đó. Này, ăn tết tốt, cứ xuống ăn thế nào anh Phong? Sắp mưa rồi. Quân đi xuống kéo kéo anh nhé. Đi đi đi, đi xuống kéo anh. Đây chị ạ. Để em đi kiếm em dây nào. Này Quân này, dây này. Hy vọng là để hy vọng là lấy hết gạch đi xuống dưới trong mưa. Cảm giác như là như mưa ở tít trên đầu, mưa ở ngay trên đầu anh nhỉ. Đây. Mưa đây sao ấy? Chạy mưa thôi. Thả xuống đi không? Dạ cắt đi. Thằng Long bắn lên tàu ra. Ôi chạy mưa thôi em ơi, chị đừng lo mưa lên đi con. Vậy, con mới không nghe được chuyện cái này thảo này nè. Mạnh ơi, Mạnh nghe. Hiện tại thì mưa ra phía kia khá là to rồi các bác ạ, bây giờ ấy. Không biết là nó có qua bên này không. Thời tiết mùa này nhìn trong thấy rất là kỳ cục cô bác ạ. Có chỗ thì mưa, có chỗ thì không mưa. Ở phía bên kia bây giờ không biết là các bác có nhìn thấy không, nhưng mà mưa rất là to. Thôi, chạy mưa thôi, chạy mưa thôi. Vậy thưa các bác, vừa rồi thì tránh mưa độ tầm đó đó là hình như là gần một tiếng đồng hồ. Rồi một tiếng đồng hồ vừa rồi thì mưa to quá. Vậy bây giờ các bác có thể nhìn thấy này, ướt hết ở đây rồi. Rồi lại tiếp tục là sau khi mà trời đã tạnh rồi lại tiếp tục là đi vào công việc để mà chuyển
mấy viên gạch là cuối cùng nhất. Ông có ở nhà không? Hả? Ông ở nhà, ông đang ở dưới nhà dưới kia à? Hả? Rồi chú che mặt nào, sắp khỏi chưa? Mặt là sắp khỏi rồi cô bác ạ. À. Này thì là này chắc đi lấy củi là theo ông là bị cây chọc này. Này là bị cây chọc hay là bị cái gì đâm chúng? Hả? Bị cây chọc à? Chọc ở tận đâu? À, ở kia. Kia à? Tối nay có đi ở với chú không? Hả? Có đi không? Tối có đi ngủ với chú nữa không? Không á? À? Thế tối ngủ với ông nhá. À, mấy hôm không ngủ với chú nhỉ? Vâng, được à, độ tầm là 3-4 hôm rồi các bác ạ. Ông ở nhà một mình thì cũng buồn. À, ông thì gọi là ở với Mạnh là rất là lâu rồi, cho nên là Mạnh đi 1-2 hôm thì ông cũng nhớ, cũng buồn. Thành ra là có hôm đi với cháu Lực thì là cho đi. Bây giờ thì là Mạnh là cũng chuẩn bị là vào đến lớp 1 rồi. À, chỉ cần vài tháng thôi là Mạnh đi học lớp 1 là có thể là một là Mạnh ở trên trường của bác ở ăn ở tại ký túc xá luôn. Bây giờ thì có vẻ là khá là trơn đấy cô bác bây giờ ấy. Ra phía đồi bên kia thì là trời nắng. Nhớ mình. Trong quá trình mà tời này có bác này, vừa đánh cho Lực nói ấy, hôm qua thì là do là cái máy móc chưa có được trơn tru cho lắm, cho nên là bị rơi xuống ruộng kia là 2-3 cái. 2-3 bao chứ các bác, không phải là 2-3 cái đâu. Là tổng tất cả là rơi là 6 bao rồi. Đấy, nhưng mà rơi xuống ruộng thì rất là may là nhà chú ở bên dưới là còn gạt hết nữa. Và tít xuống dưới kia của bác này, gần cái chỗ gạch ấy, là nó bị gọi là bị ảnh hưởng một chút. Đấy, nhưng mà chú hàng xóm ấy thì chú cũng bảo là không có vấn đề gì cả, hỏng bao nhiêu thì chỉ có đền bấy nhiêu thôi. Đấy, không có nói gì nặng lời gì cả. Bây giờ thì xem mấy viên gạch này xong là xuống dưới kia là còn phải nhặt thêm dưới kia mấy viên nữa. Rồi. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Làm đi anh Phòng ơi. Chú khóa cắp đấy à chú Toán? Chú khóa chưa? Còn 2 bao này là hết rồi nhỉ anh Phong nhỉ? 3 bao đấy em ơi. Ôi, vừa rồi tổng là đi... Vừa rồi là trong giờ nghỉ đợi mưa ấy, quên cho anh Phong hát một bài tặng cho các bác. Chắc là để lần sau. Anh hát được không anh Phong? Hay hát đúng không? Dưới kia dưới Hùng cái còn mắc bao nào không anh? Hết rồi anh. Bây giờ là phải đi xuống ruộng để mò rồi. Bây giờ là bắt đầu trong một quá trình gian nan rất là khổ sở phải đi mò. Vậy nhưng mà cái phần gọi là bây giờ cái phần vận chuyển khó nhất của bác thì hầu như là cũng đến nền nhà của hai ông cháu rồi. Nhà của hai ông cháu thì sẽ cái quá trình mà làm ấy các bác nó sẽ hơi chậm một chút, nó không giống như là ngôi nhà của những cái kênh khác mà làm ở gần mặt đường, người ta đổ vật liệu tại chỗ luôn. Như ngôi nhà của hai ông cháu thì nếu mà vật liệu đổ tại chỗ luôn thì đâu đó chỉ tầm được là 1 tháng rồi là hoàn thiện hết rồi. Kéo đi chú ơi. Stop. Wow. Thả đi chú ơi, thả đi. Thả đi chú. Thả một tí đi. Rồi chú ơi, rồi. Đây, nốt nữa chứ.
Đấy, bây giờ thì ở cái phần thấp này này, ở cái phần thấp này của bác này thì cả dây cáp là phải đu xuống. Đấy, đến ngày mai thì có thể là lấy được thêm vật liệu mới ra vào rồi. Những cái vật liệu bên kia thì xi với lại sắt thì phải là vận chuyển vật liệu là nhanh hơn, tại vì là để ở ngoài trời lâu nó sẽ bị hỏng. Còn gạch như này thì là có thể là nó được một thời gian nào đấy. Hai bạn. Hai bạn. Rồi anh. Ồ anh chắc anh phải nhấc ra đi luôn. Không được anh. Từ từ nhá, để em đi xuống nữa. Ôi trời. Để xuống. Chắc một vòng. Một vòng nữa. Ôi, tuột rồi. Ôi, tuột rồi. Làm lại. Cắt nổ cho con tay à. Lấy lấy bao khác anh. Ui rồi. Bị cắp vào tay rồi anh Phong. Thật nha, đừng có kéo. Nào. Ê. Trời. Nó không rơi. Đi đi chú Toán ơi. Thế là vẫn chưa đủ độ lực nó hay sao ấy. Bao kia. Ở chỗ này còn có cái cây cỏ này rất là nhiều các bác ạ. Cây cỏ này thì thật sự ra là nó rất là sắc đấy. Sắc hơn là dao đấy, cỏ đấy. Nó ví như là một cái con dao lam của bác ạ, cỏ này ấy. Cái hộp cắp vào phát. Đâu rồi anh? Ôi dồi. Đâu lại còn ngứa nữa chứ. Thử đã, đúng bao này mà. Ở mắt thật nè. Thật nè à? Thật nè. Múc bao này. Múc bao bao này. Còn thêm bao à? Từ lên cắp nhá. Ở ba nhấc luôn cái đấy. Không phải cả đó chứ này. Thái Long thức tại ít cái này. Làm lắp nấu khải, nấu đỏ lắp nấu khải, cù chứ. Thái nó phải xinh sáng lên đây. Ngồi vẫn ngắt. Đấy luôn, quật một xí lên giả luôn. Lên cắp được chưa? Lên cắp đây chú Toán ơi. Lên cắp đây chú ơi. Vậy ở phần phía bên này là bây giờ chỉ còn nốt là hai bao tải thôi là cũng hết gạch rồi. Ở dưới này thì nó cũng là một cái hộp mà là khá là cao của bác ở dưới này. Stop. Thả xuống một tí nữa. Cấp
từng chân ế ra cái đấy. Ô, cục cần điều. Bập tay luôn. Đây luôn, bỏ nào. Thôi chú ơi. Thế mình chén không? Chắc cô viên bị tao lúc đèn xin em. Vì nó ta nét nó tao bị tọc. Thế còn mấy viên này phòng? Có chị có dây buộc mà, em lấy dây. Có rồi. Yêu cỏ này nhà người ta có nói gì không anh? Các anh thì rất là hàng xóm với nhau cho nên là gọi là bảo người ta câu là được của bác. Nếu mà như đây là gọi là lấy ví dụ như là cháu Lực nói thí dụ cho bác nhá, là gọi đội thợ ở bên thôn khác hay là làng khác ra đây làm là có thể là bị có thể là phải đền. Đấy là tận dưới kia luôn. Còn bây giờ thì ở phía bên này thì là chuyển gạch hết đi xuống dưới của bác. Còn đi xuống ruộng kia là nhặt là nốt là mấy cái quả bên gạch ở dưới kia thôi. Dưới kia chắc là không kéo được tơi nhỉ? Vừa rồi thì mưa đánh ra là lên khó quá. Chú khóa cáp chưa chú ơi? Chưa đâu. Chú khóa cáp chưa? Hết rồi. Không mấy này mày không mày lo không mày à? Tại thưa cô bác là đến hôm nay thì là coi như là gạch thì đã chuyển đi xuống dưới nền nhà của hai ông cháu hết rồi. Anh thấy là gạch vận chuyển từ đây đi xuống dưới thì cảm thấy đỡ một phần nào chứ anh? Anh cũng đôi gạch xuống dưới hết thì có vật liệu thì cũng là đi được một nửa, bây giờ còn mới xi với lại sắt. Gọi là một nửa đúng không anh? Đúng rồi. Nên là phải nói là khi mà mấy anh em thợ nhận công trình của bác thì mấy anh em thợ cũng phải là tính toán làm sao và như nào thì xem là liệu có đủ công cán không thì là mấy anh em thợ mới dám nhận được. Phải nói cũng rất là nhiều ý kiến của các bác nói rằng là cái quá trình vận chuyển ở trên kia xì xuống cũng rất là khó khăn thì cũng rất là khó khăn và rất là mong là sẽ được sự đồng hành của các bác là giúp đỡ cháu Lực cũng như là giúp đỡ là mấy anh em thợ khi mà thực hiện ngôi nhà của hai anh cháu của bác nhá. Mày đi về nhà chưa? Đi. Lo. Lo. Bên này, bên này. Mạnh thì ngồi ở trên kia với lại chú Toán. Vừa rồi thì trốn mưa đấy, ai ai cũng hầu như là bị dính mưa rồi. Không có đường xuống à mày? Hả? Đi đường này nào. Ôi, mũ đâu rồi? Cầm tâm mấy cho mama. Trông giang mama. Một phát tức chân. Phải đủ. Thế cần mặc lại xem mong, bún đi chở tèo. Mà khó chồng mà để. Dạ, mà hay chồng không à? Để mất nơi khen nghe. Cũng à mơ vít vắt từ kia nó mất tới đây bà luôn. Tối á? Trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi các bác. Rất là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là ghi hình tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào tất cả các bác. Kéo đi. Quân. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.
Máy anh thợ thì nó còn đang gọi là quấn cái này lên một chút các bác để tiếp tục là sang mấy ngày tới thì mới còn dùng được. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.